đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết World Cup 2022. Pháp đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chiếc cúp vô địch thế giới kể từ lần cuối cùng Brazil của vua bóng đá Pele làm được điều đó vào năm 1962. Và trước nữa là người Ý bảo vệ được danh hiệu vô địch vào năm 1938. Italia và Brazil đã tạo ra những chiến công hiển hách và đáng nhớ. Nhưng nó đã lùi xa vào quá khứ, cách đây gần một thế kỷ, khi bóng đá còn ở thời kỳ sơ khai. Lịch sử trân trọng những thành công vang dội đấy, nhưng nó vẫn đi thiếu tính quyết liệt và sự cạnh tranh như ở thời kỳ hiện tại. 24 năm trước, tại chung kết World Cup 1998, vẫn là Brazil, nhà đương kim vô địch thế giới, với nhân vật thay thế Pele là người ngoài hành tinh Ronaldo, đã không thành công trong việc giúp đội bóng xứ sở Samba lặp lại kỳ tích mà vị vua của họ đã làm được khi chịu thất bại 0-3 trước Pháp của Zidane cùng đội trưởng Deschamps, người đã đưa Pháp giành chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử tại nước Nga 4 năm trước và một lần nữa đưa đội bóng máu lam góp mặt ở trận chung kết World Cup và đứng trước ngưỡng cửa trở thành đội đầu tiên ở thời kỳ hiện đại bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Đội bóng áo lam không chỉ vượt qua được lời nguyền mà chính họ là đội đầu tiên vướng phải, đó là nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng, mà còn đi đến trận chung kết một cách thuyết phục nhờ đội hình đồng đều về chất lượng, đẳng cấp. Đặc biệt là sự tỏa sáng của Mbappe, Giroud và Griezmann, bộ ba đã chơi cực hay vào năm 2018. Mbappe cũng đã vượt qua Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở World Cup trước khi tròn 24 tuổi với cú đúp vào lưới Ba Lan ở vòng 1/8. Ở tuổi 23, 11 tháng và 14 ngày, Mbappe đã ghi 9 bàn qua 11 trận, trong đó có 4 bàn ở World Cup 2018 và 5 bàn ở giải đấu này. Anh phá kỷ lục của Pele, tiền đạo từng ghi 7 bàn ở World Cup trước khi bước sang tuổi 24. Và mọi hy vọng để Pháp trở thành đội đầu tiên sau Brazil vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp cũng đều đặt lên đôi chân của tiền đạo này, siêu sao số 1 của đội bóng áo lam. Nếu Pháp đăng quang tại Qatar, Deschamps sẽ là huấn luyện viên thứ 2 trong lịch sử hai lần dẫn dắt một đội vô địch World Cup sau huấn luyện viên Pozzo của Italia. Didier Deschamps cũng sẽ là người thứ 3 trong lịch sử đoạt 3 danh hiệu World Cup với tư cách cầu thủ hoặc huấn luyện viên sau Pele và Mario Zagallo. Đánh bại Argentina có thể không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. 4 năm trước, trong hành trình lên ngôi vương ở nước Nga, Pháp cũng vượt qua đội bóng áo sọc xanh trắng ở vòng 16 đội với tỷ số 4-3, mà Mbappe là người lập một cú đúp để nhấn chìm Messi, người đồng đội hiện tại của anh ở Paris Saint-Germain. Đêm chủ nhật này, Mbappe muốn tái hiện chiến thắng đó một lần nữa và đi vào lịch sử cùng với đội bóng áo lam.